với 1m6, 1m65, 1m65. Túi rất là dày các bạn, túi may bằng vải bố, rất là dày. Túi có một nhân, trong này nó có một cái lớp lót ni lông, chống thấm ở bên trong, rất là dày lắm, loại rất là tốt, dày cực kỳ. Còn của này, đây là mình bỏ thử cái cần vào. Ở trong này nó có hai cái nhân. Cái này là mình để cần tay này, lỗ được cần tay này. Đấy, xong nhét vào cái này. Đấy, nhét vào đấy. Còn ở bên đây thì cũng nhét được mấy cái con tay này, thiết kế được nhét 4-3 cái con tay này, thiết kế bằng con tay. Còn ở bên đây thì mình thiết kế để còn cái này là mình để bên đây mình để còn máy này, một cái và bên cái nữa là hai cái đấy. Còn mấy cái này mình nhét con tay, nhét con tay này, nhét 4 cái, 2 bộ nữa. Có thể là nhét được 4 bộ bằng máy với là 3 cái con tay nhé, rất là rộng, dày nữa, dày lắm. Đường chỉ may rất là đẹp, không may mà. Túi đừng còn giá 350.000 các bạn, 350 để con này là có một cái này mình để cần dựng lên, bỏ vô đây dựng lên, có những cái này nhét vào, nhét con tay vào gọn khỏi nước. Đây mình các bạn mua hàng có liên hệ số điện thoại trên màn hình hoặc là comment để lại số điện thoại. Các bạn có thể vào website adocau.com mua hàng trực tiếp trên đó. Bộ túi đựng còn của Shimano rất đẹp. Nhiều ngang này là đồ bàn tay này, này là để còn tay này. Ở trên này có mấy cái này là buộc gài còn vào, để còn vào đây xong chỉ gài vào đấy, gài vào nó không có rớt. Bây giờ đấy, gài vào không có rớt đấy. Bên đây cũng có bằng 2 cái. Cái lớp bên trong này nó may rất là đẹp. loại dạng là ni lông trong thấm nước.